ghi nhận tại một buổi học làm mứt Tết ở nhà văn hóa phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Các học viên vừa lắng nghe giáo viên giảng, vừa ghi chú công thức bước thực hiện các món mứt truyền thống như mứt gừng, mứt vỏ bưởi, vân vân. Sau khi học lý thuyết, học viên sẽ được thực hành với các nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn ngay tại lớp, từ công đoạn sơ chế, trộn gia vị, sền mứt cho đến việc nếm thử thành quả của mình. Hôm nay thì thấy cái buổi học này rất là có ích để mình về mình tự tay mình làm cho gia đình, đảm bảo về vệ sinh và về chất lượng. Nhà văn hóa mới tổ chức những cái chương trình lớp học như thế này để phục vụ nhu cầu, đặc biệt là lớp mứt và lớp bánh thì thường xuyên, và để làm để mọi người được học, và đặc biệt là bún mứt vào trong những cái ngày cuối năm này thì làm để phục vụ gia đình. Quý khán giả mua gì ở đâu có thể tìm hiểu về các lớp học làm mứt truyền thống tại nhà văn hóa phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh với mức giá chỉ khoảng từ 90.000 đồng một người cho mỗi buổi học. Ngoài ra, không chỉ có cách học trực tiếp mà những lớp học online trên mạng xã hội cũng thường xuyên chia sẻ công thức làm mứt Tết và nhận được sự quan tâm chia sẻ của nhiều người.